Nghi thức thọ tỳ khưu. Giới tử có ý nguyện muốn xuất gia trở thành tỳ khưu, trước tiên phải cạo tóc, râu, mặc y cá sá màu lõi mít, để chừa vai bên phải vào đảnh lễ vị thầy tế độ, ngồi chồm hổm, chắp hai tay để ngang ngực, xin thọ phép quy y Tam Bảo bằng tiếng Pāḷi. Vị thầy tế độ Upajjhāya hướng dẫn đọc phép quy y Tam Bảo bằng tiếng Pāḷi từng chữ, từng câu đúng theo ṭhāna karaṇa payatana của văn phạm Pāḷi và đúng theo 10 byañjanabuddhi, và giới tử cũng lặp lại từng chữ từng câu đúng theo vị thầy tế độ như sau. Thọ phép quy y Tam Bảo: Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammam saraṇaṃ gacchāmi, Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi, Buddhi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Buddhi Dhammam saraṇaṃ gacchāmi, Buddhi Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi, Tati Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tati Dhammam saraṇaṃ gacchāmi, Tati Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi. Để trở thành tỳ khưu trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, điều kiện đặc biệt cả hai bên, tức bên thầy tế độ và bên giới tử, đều phải đọc đúng, gọi là ubhato suddhi, thì lễ xuất gia trở thành tỳ khưu mới thành tựu. Giới tử chính thức trở thành tỳ khưu trong Phật giáo. Đó là cách thọ tỳ khưu bằng cách thọ phép quy y Tam Bảo. Sarana Zamanu Pasampada. Trải qua một thời gian sau, Phật giáo càng ngày càng phát triển, tỳ khưu càng ngày càng đông. Cho nên, Đức Phật truyền dạy chư tỳ khưu bỏ cách xuất gia trở thành tỳ khưu bằng cách thọ phép quy y Tam Bảo từ đó. Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu bằng cách tụng một lần tuyên ngôn ñatti và tiếp theo tụng 3 lần thành sự ngôn Kamma Vacha, gọi là ñatti chá tút thá Kamma Vacha. Đức Phật truyền dạy như sau: Gia sa phí khá về má gia ti khí xá ra ná gá má nề khí upasampadā anuññata tăng á chá tá ghê bát tí khí pa mí anuja na mí phí khá về ñatti chá tút thê tá Kamena upasampadetum. Này chư tỳ khưu, trước kia Như Lai cho phép làm lễ xuất gia trở thành tỳ khưu bằng cách thọ phép quy y Tam Bảo. Kể từ nay về sau, Như Lai bỏ cách làm lễ xuất gia trở thành tỳ khưu ấy. Này chư tỳ khưu, Như Lai cho phép làm lễ xuất gia trở thành tỳ khưu bằng cách tụng 1 lần ñatti Pāḷi, tuyên ngôn Pāḷi, và tiếp theo tụng 3 lần Kamma Vacha Pāḷi, thành sự ngôn Pāḷi. Cách làm lễ xuất gia trở thành tỳ khưu bằng cách tụng 1 lần tuyên ngôn Pāḷi và tiếp theo tụng 3 lần thành sự ngôn Pāḷi, gọi là ñatti chá tút thá Kammu Pasampada. Cách làm lễ xuất gia trở thành tỳ khưu này bắt đầu từ ngày trưởng lão Ratha và được lưu truyền mãi cho đến ngày nay. Hiện nay, các nước Phật giáo theo truyền thống nguyên thủy Theravāda như nước Sri Lanka, nước Myanmar, nước Thái Lan, nước Lào, nước Campuchia, Phật giáo nguyên thủy tại Việt Nam, vân vân, nghi thức lễ xuất gia trở thành tỳ khưu hầu hết giống nhau như sau. Chư tỳ khưu tăng từ 5 vị trở lên tụ hội tại Simpa, cử 1 hoặc 2 hoặc 3 vị đại đức luật sư ngồi chồm hổm út cú ti cá, tụng 1 lần ñatti Pāḷi, tức tuyên ngôn Pāḷi, và tiếp theo tụng 3 lần Kamma Vacha Pāḷi, tức thành sự ngôn Pāḷi. Sau khi tụng xong, giới tử trở thành tỳ khưu. Đó là cách xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách tụng ñatti chatuttha Kamma Vacha. Lễ thọ phép quy y Tam Bảo trở thành vị sa di như thế nào? Đức Phật chế định người giới tử đủ 20 tuổi trở lên được phép xuất gia trở thành tỳ khưu, phiết khu. Người dưới 20 tuổi được phép xuất gia trở thành sa di, sama nera. Đức Phật cho phép xuất gia thọ sa di rằng: Anu janami vigave tihi sarana gama neki sama nera papachang evanka pana vikave papache tapo. Này chư tỳ khưu, Như Lai cho phép xuất gia trở thành sa di bằng cách thọ phép quy y tam bảo. Này chư tỳ khưu, như vậy gọi là lễ xuất gia trở thành sa di. Nghi thức lễ xuất gia trở thành sa di. Giới tử có ý nguyện muốn làm lễ xuất gia trở thành sa di, trước tiên cạo tóc, râu, mặc y cá sá màu lõi mít, để chừa va bên phải vào đảnh lễ thầy tế độ, rồi ngồi chồm hổm, út cú tí cá, chắp hai tay để ngang ngực, kính xin thọ phép quy y tam bảo bằng tiếng Pāļi. Vị thầy tế độ Upajjhāya hướng dẫn đọc phép quy y tam bảo bằng tiếng Pāļi từng chữ, từng câu đúng theo ṭhāna karaṇa payatana của văn phạm Pāļi và đúng theo 10 danh chá Naputhi, và giới tử cũng lặp lại từng chữ từng câu đúng theo vị thầy tế độ như sau: Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammam saraṇaṃ gacchāmi, Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi, Dutti sampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dutti sampi Dhammam saraṇaṃ gacchāmi, Dutti sampi Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi, Tati sampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tati sampi Dhammam saraṇaṃ gacchāmi, Tati sampi Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi. Khi giới tử đã lặp lại đúng từng chữ từng câu theo vị thầy tế độ, giới tử thọ phép quy y tam bảo đầy đủ 3 lần đến câu cuối. Tati sampi Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi xong, giới tử ấy chính thức trở thành vị sa di trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Khi ấy, vị sa di có đầy đủ 10 giới sa di, 10 pháp hoại, 10 pháp hành phạt, 75 điều học tập, 14 pháp hành của sa di, cùng một lúc trở thành sa di không trước không sau. Như vậy, để trở thành sa di trong giáo pháp của Đức Phật Gotama, điều kiện đặc biệt cả hai bên, bên vị thầy tế độ và bên giới tử, đều phải đọc đúng, gọi là ubhato suddhi, thì lễ xuất gia trở thành sa di mới thành tựu. Giới tử chính thức trở thành sa di trong Phật giáo. Đó là xuất gia trở thành sa di bằng cách thọ phép quy y tam bảo. Nếu trường hợp vị thầy tế độ Upajjhāya hướng dẫn đọc phép quy y tam bảo bằng tiếng Pāļi đúng, nhưng giới tử lặp lại không đúng theo vị thầy tế độ, thì lễ xuất gia trở thành sa di không thành tựu, giới tử không trở thành sa di trong Phật giáo. Nếu trường hợp vị thầy tế độ Upajjhāya hướng dẫn đọc phép quy y tam bảo bằng tiếng Pāļi không đúng, nhưng giới tử lặp lại đúng theo ṭhāna karaṇa payatana của văn phạm Pāļi và đúng theo 10 danh chá Naputhi, thì lễ xuất gia trở thành sa di không thành tựu, giới tử không trở thành sa di trong Phật giáo. Trong hai trường hợp trên, bên vị thầy tế độ và bên giới tử, một bên đúng, một bên không đúng, nên lễ xuất gia trở thành sa di không thành tựu. Bởi vì sự thành tựu lễ xuất gia sa di cần phải đọc đúng cả hai bên, Uphato Suthi. Còn một bên đọc đúng, một bên đọc không đúng, hoặc cả hai bên đều đọc không đúng, thì lễ xuất gia trở thành sa di không thành tựu. Giới tử không trở thành vị sa di trong Phật giáo. Hoàng tử Rahula khi ấy mới lên 7 tuổi, là vị sa di đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Nghi lễ xuất gia trở thành sa di bằng cách thọ phép quy y tam bảo này được lưu truyền từ thời kỳ Đức Phật mãi cho đến ngày nay trên các nước Phật giáo nguyên thủy Theravāda. Lễ thọ phép quy y tam bảo trở thành người cận sự nam, cận sự nữ như thế nào? Người nào có nguyện vọng muốn trở thành người cận sự nam, Upāsaka, hoặc người cận sự nữ, Upāsikā, là một trong tứ chúng của Đức Phật Gotama, được gần gũi thân cận với Tam Bảo, gồm Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo và Đức Tăng Bảo. Điều trước tiên, người ấy phải có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, có trí tuệ sáng suốt, hiểu rõ chánh pháp của Đức Phật, nhất là 9 ân đức Phật Bảo, 6 ân đức Pháp Bảo, 9 ân đức Tăng Bảo, có nhận thức đúng đắn rằng Đức Phật cao thượng, Đức Pháp cao thượng, Đức Tăng cao thượng, có nguyện vọng muốn trở thành người cận sự nam, Upāsaka, hoặc người cận sự nữ, Upāsikā trong Phật giáo. Người ấy cần phải học hỏi, hiểu biết rõ cách thọ mỗi câu quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Sau khi học hỏi, hiểu biết cách thọ phép quy y Tam Bảo xong, người ấy đi đến hầu đảnh lễ Ngài Đại trưởng lão, kính bạch rằng: Kính bạch Ngài Đại trưởng lão, con có nguyện vọng muốn trở thành người cận sự nam hoặc cận sự nữ, được gần gũi thân cận Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo. Kính bạch Ngài có tâm từ tế độ con. Kính thỉnh Ngài Đại trưởng lão hướng dẫn làm lễ thọ phép quy y Tam Bảo cho con, bạch Ngài. Ngài Đại trưởng lão hướng dẫn thọ phép quy y Tam Bảo từng chữ từng câu, và người đệ tử lặp lại từng chữ từng câu theo Ngài Đại trưởng lão. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Dhammam saraṇaṃ gacchāmi, Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi, Duttisampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Duttisampi Dhammam saraṇaṃ gacchāmi, Duttisampi Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi, Tattisampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, Tattisampi Dhammam saraṇaṃ gacchāmi, Tattisampi Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi. Người đệ tử lặp lại theo Ngài Đại trưởng lão từng chữ từng câu. Khi lặp lại câu quy y Phật, Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, với đại thiện tâm, hợp với trí tuệ, có đối tượng 9 ân đức Phật Bảo. Khi lặp lại câu quy y Pháp, Dhammam saraṇaṃ gacchāmi, với đại thiện tâm, hợp với trí tuệ, có đối tượng 6 ân đức Pháp Bảo. Khi lặp lại câu quy y Tăng, Saṅgham saraṇaṃ gacchāmi, với đại thiện tâm, hợp với trí tuệ, có đối tượng 9 ân đức Tăng Bảo. Lần thứ nhì và lần thứ ba cũng như lần thứ nhất, người đệ tử lặp lại phép quy y Tam Bảo theo Ngài Đại trưởng lão đầy đủ 3 lần đúng như vậy. Người đệ tử ấy thành tựu phép quy y Tam Bảo. Ngay khi ấy, người đệ tử được chính thức trở thành một người cận sự nam, Upāsaka, hoặc người cận sự nữ, Upāsikā, đã quy y Tam Bảo kể từ đó cho đến trọn đời trọn kiếp. Thật ra, địa vị người cận sự nam, Upāsaka, cận sự nữ, Upāsikā, là một trong tứ chúng của Đức Phật thật là cao quý, bởi vì Đức Phật xuất hiện trên thế gian là một điều khó. Cũng như vậy, Đức Pháp, Đức Tăng xuất hiện trên thế gian cũng là điều khó. Cho nên, người được trở thành cận sự nam, Upāsaka, hoặc cận sự nữ, Upāsikā, cũng là điều rất khó. Trong thời kỳ Tam Bảo xuất hiện trên thế gian, và nơi nào có Phật giáo đang tồn tại, thì nơi ấy con người có phước duyên gặp được Phật giáo, có cơ hội tốt đến xin thọ phép quy y nương nhờ nơi Tam Bảo. Quy y nương nhờ nơi Đức Phật Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Pháp Bảo, quy y nương nhờ nơi Đức Tăng Bảo. Để được sự lợi ích cao thượng, sự tiến hóa cao thượng, sự an lạc cao thượng trong kiếp hiện tại, làm phước duyên cho những kiếp vị lai. Tam Bảo không phải lúc nào cũng hiện hữu trên thế gian này đâu. Khi nào có Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện trên thế gian, khi ấy mới có Tam Bảo. Mà Đức Phật xuất hiện trên thế gian này là một điều vô cùng hy hữu, rất hiếm có, như Đức Phật đã dạy rằng: Putthuppado dunlapho lokasmin. Đức Phật xuất hiện trên thế gian này là điều khó được. Thật vậy, có khi suốt thời gian lâu dài trải qua a tăng kỳ kiếp trái đất mà không có một Đức Phật chánh đẳng giác nào xuất hiện trên thế gian, gọi là Sunya Kappá, trái đất không có Đức Phật chánh đẳng giác. Thật hy hữu và vô cùng diễm phúc trong kiếp trái đất hiện tại, gọi là Phá Đá Kappá mà chúng ta đang sống, có 5 Đức Phật chánh đẳng giác tuần tự xuất hiện trên trái đất này. Trong thời quá khứ đã có 3 Đức Phật: Đức Phật Cá Cú Sanh Thá, Đức Phật Kona Gamana và Đức Phật Kassapa đã xuất hiện trên trái đất này. Thời hiện tại, Đức Phật Gotama của chúng ta đã xuất hiện và Đức Phật đã tịch diệt Niết Bàn cách đây 2.560 năm rồi. Nhưng giáo pháp của Đức Phật còn lưu truyền lại trên thế gian cho đến ngày nay. Nên chúng ta có phước duyên, có cơ hội tốt đến xin thọ phép quy y Tam Bảo. Trong thời vị lai, Đức Phật Metteyá sẽ xuất hiện cùng trên trái đất này. Những người nam, người nữ nào đã thành tựu phép quy y Tam Bảo xong rồi, những người ấy chính thức trở thành người cận sự nam Upāsaka hoặc người cận sự nữ Upāsikā, là một trong hàng tứ chúng của Đức Phật Gotama. Như vậy, cận sự nam, cận sự nữ cũng là một địa vị cao quý trong Phật giáo. Trong các bộ chú giải Pāḷi giảng giải rằng, giáo pháp của Đức Phật Gotama chỉ tồn tại trên thế gian này khoảng 5.000 năm. Sau thời gian 5.000 năm, giáo pháp của Đức Phật Gotama bị mai một, bị hoại diệt hoàn toàn, bởi vì không còn các hàng thanh văn đệ tử có khả năng giữ gìn, duy trì Phật giáo được nữa. Trong thời hiện tại này, giáo pháp của Đức Phật Gotama vẫn còn đang lưu truyền trên thế gian. Ba ngôi Tam Bảo vẫn còn hiện hữu. Những người cận sự nam, cận sự nữ có phước duyên đã tỏ phép quy y Tam Bảo xong rồi, nên có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, nhất tâm giữ gìn duy trì quy y Tam Bảo cho được hoàn toàn trong sạch và trọn vẹn. Những người ấy chắc chắn sẽ được quả báo lớn lao, vô cùng phong phú, được sự lợi ích cao thượng, sự tiến hóa cao thượng, sự an lạc cao thượng, cả trong kiếp hiện tại lẫn vô lượng kiếp vị lai, cho đến khi chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và Niết Bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong 3 giới 4 loài. Cho nên, phép quy y Tam Bảo có một tầm quan trọng không chỉ đối với bậc xuất gia, sa di, tỳ khưu mà còn đối với các hàng tại gia, cận sự nam, cận sự nữ nữa. Người cận sự nam, cận sự nữ trong Phật giáo. Đối với người cận sự nam, cận sự nữ còn là hạng phàm nhân, thọ phép quy y Tam Bảo là bước đầu tiên vào ngưỡng cửa Phật giáo. Phép quy y Tam Bảo của mỗi chúng sinh phải trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu là giai đoạn thành tựu phép quy y Tam Bảo theo pháp tam giới, lô ký giá sarana gamana. Giai đoạn giữa là giai đoạn có cơ hội tốt theo học pháp học Phật giáo tùy theo khả năng hiểu biết của mình để làm nền tảng cơ bản cho pháp hành Phật giáo, đó là pháp hành giới, pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ. Pháp hành giới là pháp hành mà hành giả có tác ý đồng sinh với đại thiện tâm, giữ gìn thân và khẩu, tránh xa mọi ác nghiệp do thân và khẩu, giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn để làm nền tảng cho pháp hành thiền định, pháp hành thiền tuệ. Pháp hành thiền định là pháp hành mà hành giả thực hành dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới, 4 bậc thiền vô sắc giới để hưởng sự an lạc trong thiền định trong kiếp hiện tại, và trong kiếp vị lai chắc chắn được hóa sinh lên cõi sắc giới Phạm Thiên hoặc cõi vô sắc giới Phạm Thiên, tùy theo bậc thiền sở đắc của hành giả để hưởng sự an lạc cho đến hết tuổi thọ trong cõi trời ấy. Các bậc thiền còn lại có thể làm nền tảng, làm đối tượng để thực hành pháp hành thiền tuệ nữa. Pháp hành thiền tuệ là pháp hành mà hành giả thực hành để phát sinh trí tuệ thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, diệt tận phiền não, tham ái, tùy theo mỗi bậc thánh đạo tuệ, đồng sinh với mỗi thánh đạo tâm. Thánh đạo tâm có bốn bậc. 1. Nhập lưu thánh đạo tâm. 2. Nhất lai thánh đạo tâm. 3. Bất lai thánh đạo tâm. Và 4. A-ra-hán thánh đạo tâm. Mỗi sát na thánh đạo tâm nào phát sinh, bậc thánh nhân ấy thành tựu phép quy y tam bảo theo pháp siêu tam giới. Lokutta rá xá rá naga ma ná. Đó là giai đoạn cuối của người cận sự nam hoặc cận sự nữ đã quy y tam bảo. Các pháp hỗ trợ phép quy y tam bảo. Để phép quy y tam bảo được hoàn hảo, người cận sự nam, cận sự nữ cần phải thực hành các pháp hỗ trợ cho phép quy y tam bảo được hoàn hảo, và cũng nhờ phép quy y tam bảo để mọi thiện pháp, dục giới thiện pháp, sắc giới thiện pháp, vô sắc giới thiện pháp cho đến siêu tam giới thiện pháp được phát triển. Các pháp hỗ trợ: thực hành phước thiện bố thí, giữ gìn ngũ giới hoặc bát giới Uposatha Sila, hoặc cửu giới Upothasa Sila, hoặc thập giới, vân vân, cho được trong sạch và đầy đủ trọn vẹn. Hành 10 thiện nghiệp, tránh xa 10 ác nghiệp. Sống theo chánh mạng, tránh xa cách sống tà mạng. Không nuôi mạng bằng 5 nghề buôn bán có hại, như không làm nghề buôn bán vũ khí sát hại chúng sinh, không làm nghề buôn bán chúng sinh, người, các loài thú vật, không làm nghề giết các loài gia súc, gia cầm để bán thịt, không làm nghề buôn bán các chất say như rượu, bia, thuốc phiện, ma túy, thuốc lá, vân vân, không làm nghề buôn bán các loại thuốc độc giết hại chúng sinh nhỏ lớn, vân vân. Đó là các pháp hỗ trợ cho phép quy y tam bảo được hoàn hảo. Người cận sự nam, cận sự nữ trong Phật giáo như thế nào? Người cận sự nam, cận sự nữ nên tìm hiểu bài kinh Mahānāma Sutta được tóm lược như sau. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi chùa Nikrotharama gần kinh thành Kapilāvastu. Khi ấy, Đức vua Mahānāma dòng sắc gia đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn xong, ngồi một nơi hợp lẽ, bèn bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là cận sự nam, cận sự nữ, bạch ngài? Đức Phật dạy rằng: Này Mahānāma, người có đức tin nơi Tam Bảo, đến xin quy y nơi Đức Phật Bảo, xin quy y nơi Đức Pháp Bảo, xin quy y nơi Đức Tăng Bảo. Này Mahānāma, người đã thọ phép quy y Tam Bảo như vậy, gọi là người cận sự nam, cận sự nữ. Kính bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là người cận sự nam, cận sự nữ có giới, bạch ngài? Đức Phật dạy rằng: Này Mahānāma, cận sự nam, cận sự nữ, tránh xa sự sát sinh, tránh xa sự trộm cắp, tránh xa sự tà dâm, tránh xa sự nói dối, tránh xa sự uống rượu và các chất say là nhân sinh sự dễ vui, tức thất niệm. Này Mahānāma, người cận sự nam, cận sự nữ có tác ý trong đại thiện tâm, tránh xa 5 điều phạm giới như vậy, gọi là người cận sự nam, cận sự nữ có giới. Kính bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là người cận sự nam, cận sự nữ có đức tin đầy đủ, bạch ngài? Đức Phật dạy rằng: Này Mahānāma, người cận sự nam, cận sự nữ trong Phật giáo này là người có đức tin trong sạch nơi Như Lai, là Đức Phật chánh đẳng giác rằng: Đức Thế Tôn có đầy đủ 9 ân đức là: 1. A-ra-hán. Đức A-ra-hán là bậc cao thượng, có thân, khẩu, ý hoàn toàn trong sạch và thanh tịnh, xứng đáng thọ nhận sự lễ bái cúng dường của nhân loại, chư thiên và phạm thiên. 2. Samma Sambuddho. Đức Phật chánh đẳng giác là bậc tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 thánh đạo, bốn thánh quả niết bàn, diệt tận mọi phiền não, mọi tham ái, mọi ác pháp không còn dư sót, đặc biệt diệt được mọi tiền khiên tật, và Vasana trở thành bậc thánh A-la-hán đầu tiên trong toàn cõi tam giới chúng sinh, do đó gọi là Đức Phật chánh đẳng giác độc nhất vô nhị. 3. Vichacharana Sampanno. Đức Minh Hạnh Túc là bậc có đầy đủ tam minh, bát minh và 15 đức hạnh cao thượng. 4. Sugato. Đức Thiện Ngôn là bậc thuyết pháp chân lý, đem lại sự lợi ích chân thật cho chúng sinh. 5. Loka Vidu. Đức Thông Suốt Tam Tổng Pháp là bậc thấy rõ, biết rõ tổng các loài chúng sinh, Sattā Loka, tổng các cõi chúng sinh, Osaka Loka, tổng các pháp hành, Saṅkhara Loka. 6. Anuttaro Purisa Dhamma Sarathi. Đức Vô Thượng Giáo hóa chúng sinh là bậc giáo huấn chúng sinh cải tà quy chánh, cải ác làm thiện, từ hạng phàm nhân lên bậc thánh nhân. 7. Sattha Deva Manusanang. Đức Thiên Nhân Sư là bậc thầy của nhân loại, chư thiên, chư phạm thiên, vân vân. 8. Buddho. Đức Phật là bậc tự mình chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, không thầy chỉ dạy, chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-la-hán đầu tiên trong toàn cõi tam giới chúng sinh, gọi là Đức Phật chánh đẳng giác độc nhất vô nhị. Rồi Đức Phật thuyết pháp giáo huấn chúng sinh có duyên lành cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế y theo Ngài, cũng chứng đắc bốn thánh đạo, bốn thánh quả và niết bàn, tùy theo năng lực các pháp hạnh ba la mật và 5 pháp chủ Indriya, tính pháp chủ, tấn pháp chủ, niệm pháp chủ, định pháp chủ và tuệ pháp chủ của mỗi chúng sinh. 9. Phá-gá-va. Đức Thế Tôn là bậc có 6 ân đức đặc biệt do thực hành đầy đủ trọn vẹn 30 pháp hạnh ba la mật của Đức Phật. Này Mahānāma, người cận sự nam cận sự nữ có đức tin trong sạch nơi Như Lai là Đức Phật chánh đẳng giác như vậy, gọi là người cận sự nam cận sự nữ có đức tin đầy đủ. Kính bạch Đức Thế Tôn, thế nào gọi là người cận sự nam, cận sự nữ có phước thiện bố thí đầy đủ, bạch Ngài? Đức Phật dạy rằng, này Mahānāma, người cận sự nam, cận sự nữ trong Phật giáo này là người không có tâm keo kiệt, bủn xỉn trong của cải của mình, biết đem của cải ra làm phước thiện bố thí với đại thiện tâm trong sạch, với đôi bàn tay dịu dàng của mình, có đại thiện tâm hoan hỷ, phước thiện bố thí đến những người đáng bố thí, không có tâm thiên vị, hoan hỷ phân phát của cải của mình đến cho người khác. Này Mahānāma, làm phước bố thí như vậy gọi là người cận sự nam, cận sự nữ, có phước thiện bố thí đầy đủ. Kính bạch Đức Thế Tôn, thế nào là người cận sự nam, cận sự nữ có trí tuệ đầy đủ, bạch Ngài? Đức Phật dạy rằng, này Mahānāma, người cận sự nam, cận sự nữ, thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến trí tuệ thiền tuệ phát sinh, thấy rõ biết rõ sự sinh sự diệt của danh pháp, sắc pháp. Trí tuệ thiền tuệ thấy rõ, biết rõ ba trạng thái chung, trạng thái vô thường, trạng thái khổ, trạng thái vô ngã của danh pháp, sắc pháp, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc thánh đạo, thánh quả và niết bàn, diệt tận phiền não tham ái, trở thành bậc thánh nhân. Này Mahānāma, người cận sự nam cận sự nữ có trí tuệ thiền tuệ siêu tâm giới như vậy, gọi là người cận sự nam cận sự nữ có trí tuệ đầy đủ. Người cận sự nam hoặc người cận sự nữ là một trong tứ chúng tỳ khưu, tỳ khưu ni, cận sự nam cận sự nữ, thuộc về hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama. Người cận sự nam, cận sự nữ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, là người có đức tin trong sạch nơi 9 ân đức Phật Bảo, 6 ân đức Pháp Bảo, 9 ân đức Tăng Bảo, có trí tuệ thiền tuệ siêu tam giới, trở thành bậc thánh nhân trong Phật giáo. Cận sự nam, cận sự nữ thấp hèn hoặc cao quý. Người cận sự nam, cận sự nữ đã quy y tam bảo rồi, nếu có tà kiến dị đoan mê tín thì trở thành người cận sự nam hoặc cận sự nữ thấp hèn do năm chi pháp. Nếu có chánh kiến tin nơi nghiệp và quả của nghiệp thì trở thành người cận sự nam, cận sự nữ cao quý do có năm chi pháp. Đức Phật thuyết dạy trong bài kinh Chandala Sutta: năm chi pháp thấp hèn. Này chư tỳ khưu, người cận sự nam, cận sự nữ có năm chi pháp này gọi là người cận sự nam, cận sự nữ thấp hèn do phiền não làm ô nhiễm và đáng chê trách. Năm chi pháp thấp hèn như thế nào? 1. Người cận sự nam, cận sự nữ là người không có đức tin trong sạch nơi tam bảo, không tin nghiệp và quả của nghiệp. 2. Người cận sự nam, cận sự nữ là người phá giới, không có giới. 3. Người cận sự nam, cận sự nữ là người có tà kiến, mê tín dị đoan, tin nhảm nhí vô căn cứ, không tin nơi nghiệp và quả của nghiệp. 4. Người cận sự nam, cận sự nữ là người mong cầu phước thiện bên ngoài Phật giáo. 5. Người cận sự nam, cận sự nữ lo hộ độ, phục vụ, giúp truyền bá ngoại đạo tà giáo. Này chư tỳ khưu, người cận sự nam, cận sự nữ có năm chi pháp này gọi là người cận sự nam, cận sự nữ thấp hèn do phiền não làm ô nhiễm và đáng chê trách. Năm chi pháp cao quý. Này chư tỳ khưu, người cận sự nam, cận sự nữ có năm chi pháp này gọi là người cận sự nam, cận sự nữ cao quý, cận sự nam, cận sự nữ báu, cận sự nam, cận sự nữ như đóa sen hồng, đóa sen trắng. Năm chi pháp cao quý như thế nào? 1. Người cận sự nam, cận sự nữ là người có đức tin trong sạch nơi tam bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 2. Người cận sự nam, cận sự nữ là người có giới, giữ gìn giới đầy đủ, trọn vẹn. 3. Người cận sự nam, cận sự nữ là người có chánh kiến, không tin nhảm nhí vô căn cứ, chỉ tin nghiệp và quả của nghiệp mà thôi. 4. Người cận sự nam, cận sự nữ là người mong cầu phước thiện trong Phật giáo. 5. Người cận sự nam, cận sự nữ lo hộ độ, phụng sự, giúp truyền bá, duy trì Phật giáo. Này chư tỳ khưu, người cận sự nam, cận sự nữ có năm chi pháp này gọi là người cận sự nam, cận sự nữ cao quý, cận sự nam, cận sự nữ báu, cận sự nam, cận sự nữ như đóa sen hồng, đóa sen trắng. Như vậy, một người cận sự nam, cận sự nữ trong giáo pháp của Đức Phật Gotama phải là người có chánh kiến sở nghiệp, Kamma Sakkata Samadhi, không mê tín dị đoan, không tin nhảm nhí vô căn cứ, chỉ có tin nơi nghiệp và quả của nghiệp mà thôi. Tin nơi nghiệp và quả của nghiệp rằng nếu thiện nghiệp có cơ hội thì cho quả tốt, quả an lạc, nếu ác nghiệp có cơ hội thì cho quả xấu, quả khổ não. Ngoài thiện nghiệp hoặc ác nghiệp ra, không có ai có khả năng cho quả an lạc hoặc quả khổ não cả.